Đọc sách có được gì không? Đọc không có ai coi mà sao đọc hoài vậy? Bộ rảnh hả? Sao ngu quá vậy? Đó là những cái câu hỏi, những cái câu chất vấn từ những cái người lạ ất ơ mà tôi nhận được trong cái thời gian vừa qua, trong nhiều năm nay, nó chính xác là trong chục năm nay là có mặt trên hiện diện trên YouTube đó. Thì hôm nay tôi trả lời cho các bạn biết, đọc sách có lợi gì? Tôi có thực sự ngu như các bạn nghĩ không? Mọi người có thừa nhận là bây giờ cái giới trẻ nó bình luận trên mạng xã hội không phải là nó cố tình viết chữ theo kiểu tin đâu. Những cái chỗ mà cố tình viết, ví dụ như chữ mày viết lái để thành chữ mài hoặc là chữ tao, thì cái đó là cái dạng cố tình viết thì không nói. Còn đa số những cái câu bình luận của những cái giới mà trẻ trẻ đó viết sai chính tả rất rất là nhiều, sai nhiều lắm. Đặc biệt đó là những người miền Bắc ha, mà nghe trong Nam nói chữ vờ thành chữ giờ. Thành ra khi mà họ nghe người Nam mà nói chữ giờ là người Bắc tự động chuyển thành chữ vờ. Có rất là nhiều những câu bình luận tôi đọc mà tôi buồn cười bò luôn á. Đâu phải người Nam từ nào chữ vờ người ta cũng nói thành giờ đâu. Không phải mọi chữ vờ người Nam đều nói thành chữ giờ. Người ta vẫn nói là vờ. Ví dụ như chữ về nhà thì người Nam họ sẽ nói là về nhà, đúng không? Nhưng cũng có khi họ nói là về nhà. Họ không có hẳn cái chữ về mà họ về nhà, họ lới lới ra. Hoặc là mặc váy đi. Bây giờ cái từ váy, mặc váy nha. Người Bắc nói là mặc váy. Nhưng không phải là người Nam chuyển thành chữ giờ thành mặc giấy, nghe kỳ không? Mặc giấy nghe kỳ không? Người ta vẫn nói mặc váy. Ha, đó, cái chữ người ta lái qua, người ta vẫn nói chữ vờ nhưng mà người ta không có váy mà người ta vái. Ha, người ta đá qua vậy đó. Thì cái người mà miền Bắc á, cứ tưởng là người miền Nam nói âm vờ thành âm giờ. Cho nên hễ mà nghe người Nam nói chữ giờ, người Bắc biến thể thành chữ vờ. Hồi xưa tôi đi Suối Tiên, tôi dắt mấy em khiếm thị đi chơi, thì vô đó có cái màn chơi mà ma quỷ sờ chân sờ để mà chụp bắt chân đó. Thì tôi thấy có mỗi cái trò đó là người mù chơi được, để được tác động với cái người họ mới có cảm giác. Còn những cái trò khác như ngắm cảnh hoặc là nhìn lịch sử này kia họ đâu biết gì đâu. Đấy, cái trò đó thì là người mù mới cần chơi. Thì cái người bảo vệ á, họ lại không cho vô. Ông bảo vệ là người miền Bắc, ông nói gì nè: à, đây là mấy em khiếm thị nên phải có người hướng dẫn tụi em mới dám cho vô, không có người hướng dẫn tụi em không dám cho vô đâu. Đó, người miền Bắc đi vô miền Nam sinh sống, thấy người miền Nam nói là người hướng dẫn, các cái ông miền Bắc ông tự sửa thành chữ vờ thành người hướng dẫn. Cười đau bụng không? Trời ơi, giỡn hả? Còn ví dụ như Minh Dương, Minh Vương, những cái từ đó có thể giống được, nhưng mà riêng cái từ váy, tôi thấy cái từ váy người Nam nó nói là mặc váy, bộ váy, chứ chứ nó không nói bộ bộ giấy. Tôi chưa nghe ai bộ giấy có không thì tôi không biết, nhưng mà thường á, những người mà nói chuẩn người ta vẫn nói mặc váy thay vì mặc váy. Thành ra đừng có lầm tưởng mà đưa hết cái âm giờ người Nam nói chữ giờ ra rồi biến thể viết thành chữ vờ hết, là buồn cười lắm. Thì cái lỗi đó là do bởi vì họ không chịu đọc sách. Họ không đọc sách cho nên khi họ nghe âm thì họ cứ thế họ phang ra thôi. Nhưng nếu mà học đọc sách thì ít ra họ cũng thấy được cái từ đó lặp đi lặp lại hàng nghìn lần. Thì khi mà bên kia nói cái âm đó là họ biết ngay cái từ đó viết như thế nào rồi. Đó là cái, với lại một cái điều nữa, đọc sách có lợi gì? Muốn giao tiếp tốt, bất kể là tiếng Anh hay tiếng Việt, nói chung là giao tiếp ngôn ngữ, thì điều kiện đó là phải đọc nhiều. Để ý đi, mấy cái người mà người ta nói hay á, nói nhiều, nói hay và nói nhiều, họ đọc sách nhiều lắm. Chứ không phải tự nhiên họ nói được vậy đâu. Họ đọc nhiều sách, rồi họ những cái câu cụm từ đó nó lặp đi lặp lại riết, họ nó ám vô trong 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 đầu, trong não của họ. Lúc mà họ đọc thì có thể họ cũng không cố tình đâu, nhưng khi họ dùng, họ va chạm cuộc sống, tự nhiên cái câu cú đó nó lôi ra nó nói thôi đó. Rồi trong cái suốt cái thời gian mà làm cái sách cho ở trung tâm á, thì có hai bạn ha. Có một bạn nói rằng cái bạn đó hồi đó là mới học xong lớp 12, rất là nhút nhát.
thì có đi vô trung tâm xin đọc sách để cho nó mạnh dạn, cho nó quen. Bạn đọc vấp, cực kỳ vấp, đọc sách vấp lắm, được mỗi cái giọng miền Nam nghe ngọt ngào, cho nên tôi ráng tôi nhận. Nhưng mà sửa cái file của bạn đó rất rất là cực, nhưng mà vấn đề là ế quá không có ai đọc, thôi cũng nhận. Thì chứ nếu mà đông người đọc thì bạn nó cũng không có tới lượt được ngồi đọc đâu, tại vấn đề là kiếm người cũng khó quá, không phải ai cũng ngồi đó đọc được, thành ra bạn đó vẫn được chọn. Thì tôi giao cho bạn đó đọc cái cuốn là Giải mã sức hút cá nhân, cuốn nó có bìa màu xanh đó. Thì khi bạn đọc xong cái cuốn đó thì bản thân bạn cũng không có thấy được cái sự khác biệt gì cả, cũng bình thường thôi, thì vẫn đọc những cái cuốn sách khác nữa. Thì sau đó thì vô năm học, lúc đó là bạn mới mới bắt đầu đi lên để học cao đẳng đại học gì đó, không biết học cao đẳng hay đại học ta. Thì năm nhất thì trong cái năm đầu tiên rất là bỡ ngỡ, mà rất là một cái đứa mà lại nhút nhát nữa. Thì trong trong cái buổi lớp đó thì bị phân chia làm việc nhóm, và có một cái bài là mỗi nhóm phải lên thuyết trình. Cuối cùng cái nhóm của cái bạn đó đẩy cho cái bạn đó phải lên. Thì lúc đầu bạn cũng không nghĩ là bạn nói được, bạn từ chối bạn cái này kia, nhưng mà cuối cùng không từ chối được, bị nhóm nó ép quá cuối cùng phải lên. Thì khi mà bạn chưa lên, bạn cũng không biết rằng là đọc sách nó có tác dụng như thế nào. Sau đó khi bạn lên thì mấy phút đầu tiên bạn cũng mắc cỡ, rồi e dè, cũng sợ sệt, rồi cũng ngập ngừng, xong rồi nói được vài ba câu cái tự nhiên vô đề. Bạn đứng bạn thuyết trình, bạn ngồi bạn đứng bạn nói lung thiên lục địa luôn. Để xong cái nói xong cái bài của mình, cái tự nhiên nguyên cả lớp vỗ tay rần rần rần, cô cũng khen quá trời luôn. Xong rồi bạn nó cảm thấy như là không phải mình á. Nó nói ủa sao tự nhiên sao mình nói được, mình không biết luôn á, không biết tại sao nói được như vậy luôn á. Thì được cô khen quá trời luôn, thuyết trình hay. Và sau đó thì bạn nghiệm lại, bạn bạn đi lên trung tâm bạn nói là cảm ơn chị đã giao cho em đọc cái cuốn sách Giải mã sức hút cá nhân. Em mới cảm thấy rằng bây giờ tự nhiên cái bữa đó em đi lên em học em ứng thì là hoàn toàn nhờ vào cái cuốn sách đó. Đó, đó là một bạn. Rồi một cái bạn nữa, bạn học tâm lý. Thì tất cả những cái sách về tâm lý tôi giao cho bạn học đọc hết, rất là nhiều sách, có khi đọc cả từ điển nữa, đọc nhiều lắm. Thì cái lúc lúc đọc thì người ta cũng chỉ nghĩ là đọc xong cuốn đó qua thì hiểu sơ 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 về cuốn sách đó thôi, chứ đâu có ai thuộc được cái câu từ trong từng cuốn sách đó. Nhưng mà vấn đề đọc nhiều, đọc cả 100 cuốn sách. Thì khi đó, sau đó thì bạn nó có một cái buổi hội thảo cũng về cái chủ đề tâm lý. Sau xong trong cái buổi hội thảo đó thì có một cái thời gian để cho người ở dưới ý kiến lên, thì bạn nó có đứng 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 dậy để nói về cái chuyên đề của cái bữa đó. Thì bạn nói bạn về bạn đi xong bạn về bạn kể mình niềm hân hoan, mà mình cảm thấy mình cũng xúc động theo luôn á. Bạn nói là trời ơi em không ngờ luôn, hôm nay á hả, chị không tưởng tượng được đâu, cả cái hội trường đó, nó nhìn em cứ như là trên người ngoài hành tinh về vậy đó. Nói em nói đứng đứng dậy em nói luyên thuyên, em nói quá trời kiến thức tâm lý ở đâu nó lôi nó tuôn ra, nó nói em cứ thế em phàn em nói thôi, em nói mà em không biết là em cố tình em nói luôn, nói một cách vô thức. Tức là khi mình đọc nhiều sách rồi, những cái câu từ cụm từ đó nó ám ở trong đầu mình rồi, bản thân lúc đó mình không nghĩ là mình có những cái cụm từ đó, nhưng mà khi mình đụng tới cái tình huống đó thì tự nhiên câu chữ nó sẽ tuôn ra, mà bản thân mình cũng không biết là mình cố tình tuôn nữa, nó tuôn tự nhiên. Thì bạn về bạn kể mà bạn rất là hào hứng, và bạn thừa nhận rằng đó là tất cả bạn có được cái bữa hôm nay để nói được như vậy là nhờ đọc cái mớ sách mà tôi giao cho bạn đọc về chuyên đề tâm lý. Đó thì là hai cái người đó là phản hồi trực tiếp với tôi, còn những người khác thì tại vì thứ nhất là họ không tham gia đủ lâu, họ đọc có một hai cuốn không có đủ nhiều để nó ngấm, cho nên họ cũng không có, mà cũng không thấy ai phản hồi lại tôi không biết, thì tại vì nhà hai người này là thân cận nhất cho nên là họ nói tôi nghe. Như một cái nữa, trong cái cuộc đời đọc sách của tôi thì tôi tâm đắc nhất một cái cuốn sách mà tôi giới thiệu cho ai người ta cũng phải thừa nhận là cái cuốn sách đó làm thay đổi cuộc đời của họ, làm thay đổi suy nghĩ của họ. Đó, thì cái cuốn sách đó là Duty and Chance, trách nhiệm và cơ hội. Bạn nào mà đang bế tắc, bạn nào mới ra trường, bạn nào mà chưa có hướng cụ thể, hướng đi cụ thể, nên nghe cuốn sách đó đi. Tôi gửi cho những bạn mà tôi chơi thân quen tôi gửi thì đa số các bạn đều phản hồi rằng cuốn sách hay quá.
Và sau khi đọc xong thì có cái thái độ sống khác và có một cái suy nghĩ khác. Thậm chí có một cái người bạn của tôi làm giám đốc rồi đó, mà ổng đọc xong đó, ổng đọc xong ổng ổng không phải đọc, không phải nghe một lần đâu, tại hồi đó là tôi thu âm rồi tôi gửi cái link cho nghe. Thế là ổng nghe xong rồi nha, ổng nghe đi nghe lại, không phải là nghe sách, đừng có nghe một lần, nghe một lần nó chỉ là lướt qua thôi, nghe tới nghe lui nghe vài lần nó mới thấm. Thì ổng đi xe hơi ổng cứ bật lên ổng nghe thôi. Thì ổng nghe ổng thấy hay, cuốn sách hay quá, ổng khen quá trời luôn, mặc dù ổng làm giám đốc rồi đó mà ổng vẫn còn cảm thấy rằng cuốn sách nó sẽ giúp ổng thay đổi, tiếp tục thay đổi. Và ổng ra một cái chỉ thị gửi mail cho toàn thể nhân viên, ép nhân viên phải nghe tới mức vậy luôn. Ổng nói là em bắt hết nhân viên em nó nghe cuốn sách này. Cuốn sách là đó tôi đọc mà bây giờ YouTube nó không cho đăng, tôi xóa hết rồi. Cuốn sách đó tôi rất thích, cuốn sách đó đó là cái cuốn sách mà tôi tâm đắc nhất. Rồi sau đó thì có một cái cuốn gọi là cái gì ta, cái gì về trẻ em á, cuốn sách những điều cần biết về tâm lý trẻ em hay gì đó. Nào, cuốn sách đó về dạy con, nuôi con như thế nào. Cuốn sách đó hay, cuốn sách đó cũng hay, nhưng mà tại vì mình không có nuôi con cho nên mình không có khe lắm. Nhưng mà khi mà tôi đọc cuốn sách đó, tôi thấy cái cách mà nhà tôi nuôi con nuôi cháu đó, nó y chang à, không có giống như người ta. Trong sách đó nó cũng nói giống như kiểu như là thường thường đa số các gia đình nuôi con xong cứ bế con đi vòng vòng cho ăn, đó không phải là cách, đó là cách làm cho nó biếng ăn. Mà nhà tôi thì không có bế đứa nào đi ăn, bữa ăn là vô ngồi chung bàn ăn ăn ăn, nó thấy ai cũng ăn nó sợ hết, nó phải ăn cho nhanh chứ, nó cũng phải giành giật nó ăn chứ, còn bế nó đi ăn nó đâu có sợ hết, cho nên nó cứ nhây 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 riết thành biếng ăn. Phải cho nó ăn chung cho nó biết rằng ăn không nhanh là hết đó. Đó với hai nữa mà để ý đi, mình ăn ăn cái gì mình ăn một mình nó cũng buồn, có hai ba người ngồi ăn đúng không, vui hơn, cảm giác cảm thấy nó vui thì vui tự nhiên ăn thôi. Đó là cái chất xúc tác mà giúp cho mình ăn ngon hơn, mà không biết mọi người cứ đi tách ra ra cho nó ăn một mình rồi hả, cơm vữa ra cháo thì lỏng le lỏng lét rồi ăn ăn hết một bữa cả tiếng đồng hồ, trong khi thực tế một bữa ăn chỉ có 15 phút thôi. Thì đó là những cái mà công dụng của đọc sách nó có tác dụng như thế nào. Thì bản thân tôi ha, hồi xưa là một cái người cũng rất là sợ phải lên sóng. Mỗi lần mà đài truyền hình hoặc nhà báo thì nó phỏng vấn thì tôi nói được, nó viết bằng chữ nó dễ, nó soạn lại, nhưng mà mỗi lần mà ghi hình á là tôi né không à, tôi không có lên hình. Báo đài nó đến nó phỏng vấn tôi không biết nói. Còn nếu mà trường hợp có một số lần nó bắt tôi nói, tôi phải nói là đưa câu hỏi trước để tôi soạn chứ tôi không có tự nói được, giờ hỏi ngang không tôi không biết được nói luôn á, mà nhất là chĩa cái máy quay vô mặt là nó bí luôn không nói được. Nó còn nói chuyện tào lao bốc phét thì nói được, còn cái nói vô những cái đề tài mà nghiêm túc á là không nói được. Thì sau khi tôi nghỉ việc ở trung tâm đó và về nhà làm online thì tôi hiện tại tôi vẫn tiếp tục đọc, nhưng mà sau khi mà tôi về nhà để tôi làm việc tự do á, thì trong cái lúc làm việc tôi ngồi tôi nói chuyện, tôi tâm sự với mọi người về cái công việc mà tôi đang làm, mà tôi có thể nói đến hàng tiếng đồng hồ đó, nói chuyện một cách cũng rất là bình thường, không có cái gì mà sợ. Tôi khi thường nhiều khi sau khi mà nói xong ngồi edit lại, tôi không hiểu là tại sao những cái từ ngữ này mà tôi có thể tôi lôi ra tôi nói được, không biết. Có một vài những cái câu từ mà nó cũng rất là đắt mà tôi không nghĩ rằng mình có thể là nói được những cái câu như vậy. Thì đó là kết quả do đọc sách mà ra chứ đâu, không phải tự nhiên tôi nói được như vậy đâu, là do thời gian cả chục năm làm việc ở đó, đọc biết bao nhiêu sách rồi thì ít nhiều nó cũng có tác dụng chứ. Còn bây giờ tại sao sách không được đọc rồi mà tôi lại chuyển qua tôi đọc luật, đọc những cái bộ luật chán ngắt, đọc những cái nói chung là văn bản nhà nước thì không ai muốn nghe đúng không? Thật ra cái việc bất cứ làm bất cứ ngành nghề nào ha, ngay cả khi bạn giỏi rồi bạn vẫn phải luyện. Việc tôi đọc sách cũng là cách tôi đang luyện giọng của mình. Nếu như mà tôi không đọc mỗi ngày thì chắc gì cái giọng tôi giữ được. Mình đừng có tưởng là mình đọc tới đó rồi mình hay rồi mình ngưng mình không làm nữa, mình vẫn phải luyện.
Thì bây giờ thay vì người ta mướn mình đọc thì giờ người ta không mướn thì mình cũng phải luyện. Bây giờ mình ngồi mình đọc chơi, mình đọc khơi khơi cái mình biến mất thì nó lãng phí cuộc đời quá, không làm được gì. Thay vào đó thì mình đọc những cái gì mà nó có giá trị. Thứ thứ nhất đầu tiên đó là gì? Giúp mình luyện. Mình đọc càng nhiều mình càng tốt, mình không có đọc sách không có hại. Đọc càng nhiều càng có lợi. Nhất là đọc về luật, ngay cả bây giờ mình có đọc về luật mình cũng chẳng hiểu gì, mình chẳng nhớ gì. Mình hiểu nhưng mà mình chẳng nhớ được là điều mấy khoản mấy đâu, không biết đâu. Nhưng bỗng một lúc nào đó, một ngày nào đó mà tự nhiên vô tình mình rơi vào cái tình huống mà liên quan đến cái vấn đề này, ít ra mình cũng hiểu, muốn làm cái này phải này này, phải có những cái hồ sơ giấy tờ này, rồi phải thủ tục như thế nào nào, ít ra mình cũng nắm được chứ, chứ phải không? Cái điều mà tôi đang làm bây giờ không phải là tôi làm cho mọi người, cho nên tôi đâu có quan tâm là mọi người coi hay không. Cái tôi đang quan tâm là cái đó là tôi làm cho tôi. Trước mắt là tôi đọc cho tôi luyện giọng, tôi giữ giọng, tôi không, mình không có làm cố, mỗi ngày ít nhất ngày nào cũng phải đọc. Mình đọc nhiều mình sẽ giữ được hơi. Đối với những bạn mới đọc, đọc chưa quen cái cổ nó đau lắm. Đọc chừng 1 tiếng đi, đau cổ luôn á. Còn ví dụ như mình đọc hàng ngày, ngày nào mình cũng đọc một ít, từ 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 mình lên lên, mình lên, ví dụ như ngày nào cũng đọc thì lúc đó mình thấy nó bình thường. Cái gì cũng vậy, phải luyện mỗi ngày thì nó mới giữ được. Thì cái do cho nên là tại sao mà tôi đọc không ai coi mà tôi vẫn đọc, bởi vì tôi đang đọc cho tôi mà. Trước mắt tôi đọc cho tôi, ai coi không kệ ha, chứ không phải là tôi đọc cho bạn. Chừng nào tôi đọc cho bạn thì tôi mới buồn là không có ai coi. Đó là một cái đầu tiên. Cái thứ hai là khi tôi đọc tôi cũng lựa những cái gì có giá trị và hữu ích thì tôi mới đọc, chứ không có đọc những cái mà nó không có tác dụng gì thì đọc chi. Thì cái hữu ích thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ vô nghĩa. Tại vì sao? Học về những cái lĩnh vực này á, thì chỉ có những cái sinh viên học về luật hoặc là những cái sinh viên học về thuế hoặc là về công chức nhà nước, thì chắc chắn 1 năm cũng sẽ có một số lượng học sinh sinh viên nhất định học vào những cái ngành đó, thì bắt buộc họ cũng phải tìm nghe đến tài liệu này. Không nhiều thì cũng phải có ít. Ví dụ như mỗi một khóa đó có bao nhiêu mấy trăm sinh viên đó thì là được rồi, mình đáp ứng được mấy trăm sinh viên là được rồi. Sức mình nhỏ nhoi mà, mình đâu có mong là mình đáp ứng cho toàn bộ 90 triệu dân, mình chỉ mong đáp ứng cho 100 sinh viên trong cái lớp đó là đủ rồi. Thì cứ mỗi năm một ít, mỗi năm một ít, chắc chắn sẽ có người coi. Người ta không nghe ngay bây giờ nhưng tương lai 1 năm, 2, 3 năm sau, 10 năm sau vẫn sẽ có người coi. Không có lạc hậu, có lỗi thời, trừ khi cái luật nó thay đổi. Thay đổi thì mình lại cập nhật cái luật mới. Nói chung là không có vô nghĩa đâu. Thay vì bình thường như những người người ta bây giờ mà cầm một cái văn bản lên để họ đọc á, họ làm biếng, họ tốn thời gian, họ phải ngắm vào đó, họ ngồi đó, họ đọc, nhìn vô máy tính họ đọc. Đó, cái đó chỉ là dành cho những người mà người ta đang phải cần kiếp để thi để học thì họ mới phải bỏ cái thời gian đó ra. Còn những người mà người ta đi làm rồi, người ta muốn mở mang thêm kiến thức, người ta muốn tìm hiểu về lĩnh vực đó, đâu phải là đi làm rồi thôi. Nhất là những cái nhân viên ngành thuế má nha, mặc dù đi làm rồi vẫn phải cập nhật nha. Các cái luật này là áp dụng cho những nhân viên nhiều hơn sinh viên đó. Sinh viên thì nó những cái trường khác là đi, dụ như sinh viên những trường khác học xong ra trường thôi, quên, không thèm quan tâm đến tài liệu đó nữa. Nhưng đối với cái sinh viên ngành luật, ngành thuế, ngay cả khi ra trường rồi vẫn phải nghe để cập nhật. Cái lĩnh vực này nó rất là béo bở chứ không phải là nghèo đâu, không phải nghèo nàn người coi đâu, nó béo bở lắm đó. Nó vừa tác dụng cho cái sinh viên đi học và vừa tác dụng cho nhân viên hiện đang làm, chắc chắn luôn. Và những cái nhân viên mà họ đi làm rồi đó thì họ sẽ muốn tranh thủ thời gian, họ có gia đình, họ có con cái rồi. Có khi nếu như họ đi xe hơi, đúng không? Thay vì đi xe hơi thì họ bật cái file audio lên họ nghe, họ vẫn lái xe được. Thay vì phải mở cái kia ra họ nhìn sao họ lái xe, đọc bằng văn bản rất là tốn thời gian. Có thể là họ chỉ tốn thời gian họ đọc một lần thôi. Trước mắt họ sẽ đọc một lần bằng văn bản để họ nắm cái sườn, sau đó để mà thuộc, để mà ghi nhớ khoảng mấy điều mấy. Làm luật sư khi mà ra biện hộ, anh phải nói rõ ràng theo khoảng mấy điều mấy, mục mấy, chương mấy, cái đó là anh phải thuộc lòng. Mà để thuộc lòng thì phải sao? Phải nhai cả 100 lần á. Chứ không phải là đọc có 1 lần văn bản mà thuộc được, thánh rồi. Rồi cái nữa, khi đi tắm cũng có thể nghe, đúng không? Khi nấu cơm cũng có thể nghe.
nghe không tập trung nhưng mà ít ra cũng có nghe, nghe 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 một cách vô thức, nó vô trong tiềm thức hồi nào không hay, nghe nhiều lần đi ngủ hả, đi trước khi đi ngủ cũng có thể nghe rất là tiện lợi. Và tôi thấy những cái việc tôi làm nó không hề vô nghĩa, tôi không có làm gì vô nghĩa đâu, yên tâm, cho nên mọi người yên tâm hả. Bản thân mình không lo, đi lo cho người khác bộ rảnh hả. Thật ra khi mà người ta đã bắt tay và người ta làm rồi thì người ta đâu có rảnh, còn bản thân cái người đứng nói thì người ta mới rảnh, nhưng mà người ta không, là người ta lại đi bảo cái người đang làm rảnh. Khổ vậy đó. Để làm được cái công việc này á, không phải chỉ có rảnh mà được đâu, bởi vì ngay cả những cái người mà họ đang nói tôi rảnh là họ còn rảnh hơn tôi đó, sao họ không làm, không phải rảnh mà làm được nha. Cho nên đừng có vô mà đi hỏi một cái câu gọi là bộ rảnh hay sao làm chuyện vậy. Thật ra tôi biết cái câu đó không phải là hỏi rảnh thiệt hay không, mà cái đó là một cái câu hàm ý chửi á, ngu dữ gì. Câu đó là câu chửi ngu á, chứ không phải là cái câu hỏi rảnh. Ý nó nói mấy, thường thường mấy câu bộ rảnh là làm đó, tức là giống như là ngu dữ vậy, sao ngu vậy. Thứ nhất là tôi đang làm cho tôi mà, tôi có làm cho ai đâu mà ngu, tôi làm tôi có mục đích của tôi mà. Ít nhiều cũng có lợi cho tôi chứ. Mình đọc nhiều thì cũng sẽ giúp mình nhìn con chữ quen, mình nhìn con chữ quen thì giúp mình khi mà mình đọc á, nó sẽ đỡ bị vấp. Hồi xưa đó mà một cái job mà đọc cái lời bình cho một cái video dài 1 phút thôi đó, thì làm nó đơn giản và thích nhất là khoảng 30 giây á, thì ok. Nhưng mà những cái video mà đọc chừng khoảng 5 phút thôi đó, là có khi tôi hì hục cả ngày không xong. Tại vì đọc cái chữ nó không có kịp để cái màn hình nó qua, đọc mà lồng tiếng phải xin với cái màn hình á, đồng bộ với cái màn hình á, nó khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Rồi cái nữa nó còn tùy thuộc vào cái người dịch. Cái người dịch mà nếu mà họ dịch tốt á, thì cái chữ tiếng Anh với chữ tiếng Việt nó xem nhau, nó hơn nhau, trên nhau vài chục từ thôi. Còn gặp cái người dịch dở đó, họ dịch ra nó dư cả 100 từ, thì với thời lượng cũng 1 phút mà phải đọc tới nhiêu đó từ lận, nó sẽ không kịp. Nó không kịp thì nếu như mình đọc không nhiều thì cái chữ chuyển, cái khẩu hình miệng của mình nó sẽ không nhanh được. Nó không nhanh được thì nó sẽ bị vấp, rồi nó sẽ không kịp cái thời gian để cho nó đồng bộ với cái màn hình video đọc quảng cáo. Hồi xưa để mà làm được một cái video 5 phút tôi hì hục cả ngày luôn, mà rất là sợ, sợ làm những cái video dài vậy, chỉ làm trong tầm khoảng 2 phút trở lại thôi thì còn ráng, còn còn lý tưởng nhất là làm 30 giây, đọc quảng cáo 30 giây. Tại vì biết sao không? Cái câu văn đó nó 30 giây nó ngắn, mình có thể mình thuộc luôn. Mình thuộc luôn cái mình vô mình diễn mình nói thì nó sẽ không có bị vấp nữa. Còn những cái văn bản mà nó dài nó tới cả 1.000 từ làm sao mình thuộc? Mình phải nhìn kịch bản, mình nhìn kịch bản nếu mà mình nhìn chữ không quen thì nó sẽ bị khựng, là phải cứ làm tới làm lui, đọc tới đọc lui, làm lại hoài. Đó. Còn bây giờ thì sau ngần ấy năm đọc sách, bây giờ tôi tự tin tôi ngồi tôi lồng tiếng cho cả những cái video mà quảng cáo dài cả 10 phút trở lên được trong vòng buổi sáng xong. Tại sao hồi xưa tôi từng lồng tiếng phim tới cả mấy trăm tập rồi mà bây giờ tôi còn nói đọc này có 10 phút? Tại vì khi mà lồng tiếng phim nó khác, lồng tiếng phim nó nói ít, ví dụ như nó nói nó có thời gian nó nghỉ, nhân vật nó hành động thì mình đâu có nói đâu, mình chỉ nói cái chỗ mà nó nói thôi, nó đâu có khó. Còn cái quảng cáo á, là cái mà nó diễn tả cái nội dung trong 1 phút đó, nói rất là nhanh. Lý tưởng nhất là 1 phút chỉ từ 150 đến 180 từ thôi, 180 là nhiều rồi, lý tưởng nhất là 150 từ trên 1 phút thì nói rất là khỏe, vô tư. Còn những người mà người ta dịch là kém á, 1 phút đó người ta dịch ra tới 200 mấy chục từ là đọc không tài nào kịp được 1 phút. Cho nên những với cái dự án như vậy là tôi nói với những cái khách hàng tôi nói là trường hợp không kịp thì cho tôi phải viết lại lời văn. Chứ tại vì nói mà đọc nhanh quá nó cắn lưỡi vô, bằng cái nữa cái người nghe họ rất là nhanh, không có kịp. Họ nghe nhanh quá thì nó giống như đi ăn cướp vậy, nó không có ra được cái không có truyền được cái hồn vô cái lời nói của mình. Còn này mình cứ lo mình đọc cho nó kịp giờ không. Đó. Nhưng mà bây giờ thì cũng cố gắng, thường thường là cố gắng
đọc cho lẹ, cho nhanh, cho nó kịp cái thời lượng. 1 phút mà đọc 200 từ hơi bị nhanh đó. Bây giờ thử đi, bạn nào thử đi, 1 phút đọc 200 từ coi kịp không. Đọc quảng cáo á, chứ không phải là ngồi đọc sách. Đọc sách thì hơn, đọc quảng cáo là mình phải có ngữ điệu, còn phải có lên xuống, còn phải có nhấn nhá đó. Nếu mà đọc nhanh quá làm sao mà nhấn. Đó là cái mà cũng phải thừa nhận là nhờ đọc sách mà bây giờ làm những cái dự án to 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 đâu cóc sợ vô tư. Vậy thì kết quả đọc sách có lợi không? Lợi quá chứ. Tôi không có kiếm tiền từ cái việc tôi đọc sách, nhưng từ cái việc mà tôi luyện bằng cách tôi đọc sách nhiều sẽ giúp tôi kiếm tiền ở cái lĩnh vực khác. Tôi kiếm tiền chỗ khác. À, tôi bỏ thời gian tôi đọc sách đây để tôi đi kiếm tiền ở những cái chỗ mà người ta thuê tôi đọc quảng cáo. Phải không? Tôi đâu đâu nhất thiết là cứ phải đọc sách là để có tiền. Ai mà chỉ nhắm vào cái việc đọc sách để kiếm tiền thôi á, tôi nói thiệt chết đói. Chưa kể một ngày đẹp trời á, nó ngủ dậy phát nguyên kênh nó báo gì sử dụng lại nội dung, tắt quảng cáo, hết tiền. Lúc đó tự tử hả? Cho nên á, bản thân cái người làm á, họ không than, họ không có kể lể thì thôi. Cái người không liên quan á, đi vô lo giùm, ngộ. Ngộ thiệt luôn á. Cái đó mới gọi là rảnh á.